Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Nay anh em mình đi săn các bạn ơi. Bỏ bê khá là lâu rồi các bạn, không biết hôm nay mình đi săn thì có được gì không nha các bạn. Hôm nay thì mình đi với cây nát cũ, nhưng mà mình chơi khẩu dây là resize 055 khổ 16-10 203 nha các bạn. Tại lâu quá không bắn kéo 2.2 không nổi các bạn ơi. Yếu liền. Đó, đây anh em mình quen thuộc các bạn. Tại là anh em đang đứng test dây đồ này kia các bạn ơi. Lâu quá không bắn, bắn lại nó lệch lắm các bạn. Rồi, anh em mình đi các bạn, có gì mình quay cho các bạn coi nha các bạn. Anh em thì coi clip thứ hai nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Rồi, let's go các bạn. Trời ơi, trời, con chảo nó mạnh. Đúng rồi đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Lớn chứ điểm hay chết rồi. À hay. Máy ốc kìa đi về. Chắc đi vậy đó. Chắc đi vậy đó. Ai rồi chảo mình. Ôi còn sống không ơi. Đâu? Ôi trời, cái chảo này kinh vãi. Dạ. Chén sớm lẩu vô đống này. Ôi. Con chảo chảo đầu tiên nha các bạn. Mạnh đạn ghê á, bắn trúng em đầy người nhưng mà không chết là không á. Lên áo luôn trời. Có sát khí cái lên áo liền ghê dạ. Trời, ghê vậy trời. Không đứt nè. Ẩu. Em à. Dạ, phải em không anh? Em á. Ừ, em hòa với em. Dạ, trời. Coi đây, tôi đi coi đi. Ghê vậy trời, anh bắn anh thấy cũng chính xác luôn á. Này, hai con các bạn. Dạ. Được ha, hai ba con. Trời ơi. Chúng trời văng đuôi chân luôn kìa. Ở đây con bay nữa. Chết rồi. Trời ơi, con này gặm góc khó ăn á chứ. Dứt hay dưới trời. Ghê. Hay là mọi em mọi em. Rất đường cu nha các bạn, ngay đầu. Cu bạn ơi. Ghê gớm trời. Ngay đầu. É kinh dưới trời. Ngay đầu luôn. Xì. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Này nhiễu giọt máu vô giọt cưng này. Ngày đầu nghe các bạn, tại vì hơi máu cũng quay kỹ được nha. Luôn cái đầu lên. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Trời ơi, trời nổ gì không chết trời.
nữa. Ôi trời, mai nay tôi không bay. Gớt một con nè. Gớt một con nè. Ây trời 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 trời. Đó, gớt được con bớt cá các bạn. Đây, 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 đây. Hên vậy. Hên quá, tưởng nó bay mất đi. Rồi, chết, hay quá. Lụm con bói cá các bạn ơi. Ngon đó. Này mình đi mình không có đem câu các bạn. Oh yeah, quá đã luôn các bạn ơi. Con bói cá nha các bạn. Khá là mập luôn bạn ơi. U trời trời nó mập. Lên bờ. Hôm nay mình đi mình không có đem cần câu theo các bạn, cho nên hơi cực tí nha. Ok. Hiện tại là ở đây tôi hú khá là nhiều các bạn. Mà nó nhát quá, mà anh em mình đang túc mà nó không ra. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Chết luôn. Sự xỉn chết đó rồi. Chết. Chết. Hay quá. Hay quá nha. Con này ngay đầu. Con chỉ dặn nha các bạn. Ơi. Vậy nha, đừng tới xíu nữa tập nha. Wow đó. Kìa. Nó đổ tới. Chụp nghe bạn. Rớt. Bay luôn rồi. Nổ nghe tiếng lớn ghê. Gọi rớt bên kia kìa. Rớt rớt luôn cũng kìa. Bên kia sao lắm. Không có đường đi nữa. Thôi đi. Không bị các bạn ơi. Không bị gớt qua bên sông bên kia vô ruộng luôn bạn. Thấy gớt rõ luôn. Bắn nghe tiếng nổ lớn gì mà không gơi chờ. Bệnh đầu. Tiếc quá. Hello các bạn nha. Nãy giờ mình bắn gớt một con cua đất mà mình quên quay các bạn. Bạn gớt cua đất các bạn. Quên quay. Tiếc ghê. Và đây bắn khá là đẹp luôn bạn, bắn rớt thẳng luôn. Giờ hiện tại anh em mình đang đứng đây túc cu các bạn ơi, thấy khá là nhiều chim á, mà sao nó không bay ra. Hay quá Trường ơi, hay quá đệ ơi. Ngay đầu nữa gì rồi. Trường bắn ghê trời. Khá xa luôn. Ngay đầu nữa ông ơi. Để cho dãy đã đi ba lần. Nó quay hay lưng gì vậy?
quay lưng cái lúc đầu lên nhìn nè. Mà hay dữ vậy trời, rớt con nữa các bạn ơi, mà hơi cũng hơi máu các bạn ngay đầu nữa nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Hay vậy, em mình mới bắn rớt con cu các bạn. Rớt con chào chảo các bạn ơi. Chào chảo các. Anh bắn ra điện chào chảo nữa nè. Đâu gì đâu đâu mấy. Xì má ốc luôn. Hả? Bị mớm vô rồi. Mớm đâu trời, ta bắn rất chào chảo rõ. Đây đựng chào chảo này các bạn. Chỗ này mình bắn được con chào chảo mà em mình bắn được thêm con chim cu vằn các bạn. Khá là im nha. Lâu lâu đi lại thấy cũng ok đó. Cô nằm trên đỉnh đạp trên lên đó. Đâu? Ghê hả? Đứng lại bắn là lùn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Về vậy các bạn ơi. Anh em mình mới vừa về tới luôn các bạn. Bự vậy kìa. Rồi ok, đây thành quả hôm nay các bạn ơi. Nó 2, 4, 6, 8 chẳng 10 con luôn các bạn. Khá là im nha. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu bằng lông mà chế biến nha các bạn. Rồi ok. Tại là anh em mình mới vừa khò xong nha các bạn. Đi chút xíu à. Được 10 con. Bây giờ mặn mặn có con này thôi, mấy con kia nướng mỏi được rồi. Nè con này nè, con bó cá nè. Mặn con đó thôi, còn mấy con này nướng mỏi thôi. Rồi ok. Nó cứng yeah. Chứ sườn rồi. Đúng đây. Sao cái chân nó đỏ lên vậy? Cái chân con chim cu lúc nào nó cũng ra cái màu á. Nó có cái màu. Ta đi review xong cái đi rồi mình nghỉ nè. Rồi, mời các bạn nha. Lâu lắm rồi mới ăn lại. Khá là ngon. Mời các bạn nha. Bây giờ mình up video đây nha các bạn. Các bạn clip khác nhau nha.